Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 8. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 2, chúng ta sẽ làm kiểm tra trực tiếp tại lớp, thời gian là 45 phút với 40 câu trắc nghiệm. Nội dung ôn thi giữa học kỳ 2 gồm có bài 14 phòng chống nhiễm HIV/AIDS, bài 15 phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại, tích hợp bài 16 quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, và bài 17 nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Phần nội dung ôn tập gồm có lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm. Ở phần lý thuyết, các em xem kỹ giùm cô hai la mã nội dung bài học của các bài 14, 15 và tích hợp của bài 16, 17. Phần bài tập thì các em xem kỹ cho cô các câu trắc nghiệm. Cô và các em sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu phần trắc nghiệm. Phần lý thuyết chúng ta đã có trong tập cũng như trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu số 1. Trong hoạt động phòng chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được phép thực hiện hành vi nào sau đây? A. Sử dụng hóa chất độc hại để săn bắt động vật. B. Sản xuất kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định. C. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép. D. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép. Vậy thì gợi ý trả lời của cô là câu C. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép. Câu số 2. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy nổ? A. Ông B tố cáo hành vi tàng trữ thuốc, pháo, thuốc nổ của anh V. Câu B. Anh T báo công an khi phát hiện vật thể lạ giống quả lựu đạn. Câu C. Chị X gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy. Câu D. Anh K mở bật lửa để kiểm tra bình xăng xe máy. Câu trả lời của cô là câu D. Câu số 3. Phát hiện vật thể lạ nghi là bom mìn, ta nên lựa chọn cách ứng xử nào? A. Lại gần nhặt vật thể lên để kiểm tra xem đó là loại bom mìn gì. B. Huy động thêm người tới để khiêng vật thể đó về trụ sở công an. C. Tránh xa vật thể lạ, báo cho lực lượng công an và cảnh báo với mọi người. D. Rời khỏi hiện trường và không cần cảnh báo cho mọi người xung quanh biết. Đáp án là câu C. Câu số 4. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong luật phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013? A. Hỗ trợ giúp đỡ người thi hành nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. B. Thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện đám cháy. C. Mang hàng và chất dễ cháy nổ trái phép vào nơi tập trung đông người. D. Tố giác tội phạm tàng trữ và vận chuyển chất nguy hiểm và cháy nổ. Gợi ý trả lời của cô là câu C. Câu số 5. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017? A. Đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ. B. Tố cáo những người vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ. C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. D. Tố giác những người sử dụng trái phép các loại vũ khí nguy hiểm. Câu trả lời của cô là câu A. Câu số 6. Hành vi nào được phép thực hiện trong hoạt động phòng chống tai nạn vũ khí cháy nổ? A. Chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. B. Mang chất dễ cháy nổ đến những nơi tập trung đông người. C. Cố ý gây cháy làm tổn hại đến tính mạng sức khỏe con người. D. Giúp đỡ hỗ trợ các hoạt động phòng cháy chữa cháy. Câu D. Cô nói thêm về khoảng 13 điều 5 luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định nghiêm cấm thực hiện hành vi đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ. Câu số 7. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu? A. Các thói quen chi tiêu hợp lý sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính. B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền. C.
Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lý. D. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lý. Gợi ý trả lời của cô là câu B. Câu số 8. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lý? A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua. B. Chỉ chi tiêu cho những việc thật sự cần thiết. C. Chỉ mua những đồ giá rẻ chất lượng thấp. D. Liệt kê những thứ cần mua trước khi mua sắm. Gợi ý trả lời là câu B. Câu số 9. Câu nào không phản ánh đúng hậu quả tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại? Câu A. Thiệt hại tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội. Câu B. Chỉ gây tổn thương về tâm lý, không gây tổn hại về sức khỏe. C. Góp phần làm ô nhiễm môi trường sinh thái. D. Gây tổn thương về thể chất, thậm chí là tính mạng con người. Câu trả lời là câu B. Câu số 10. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu? A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu. B. Những người giàu có dư giả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu. C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính. D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc. Và gợi ý câu trả lời của cô là câu C. Câu 11. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lý? A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu. B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều đồ chơi loại đắt tiền. C. Anh M dùng hết tiền tiết kiệm để mua một chiếc iPhone 14 Pro Max. Câu D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau. Gợi ý trả lời của cô là câu D. Câu số 12. Thói quen chi tiêu nào dưới đây là hợp lý? A. Chỉ mua những thứ thật sự cần thiết và trong khả năng chi trả. Câu B. Mua tất cả mọi thứ mà mình thích, không quan tâm đến giá cả. C. Chỉ chọn mua những đồ có chất lượng thấp và giá cả rẻ nhất. Câu D. Chỉ chọn mua những hàng hóa đắt tiền và chất lượng tốt nhất. Gợi ý trả lời là câu A. Câu 13. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình, đó là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? A. Bạo lực về thể chất. B. Bạo lực về tinh thần. C. Bạo lực về kinh tế. D. Bạo lực về tình dục. Và gửi trả lời của cô là câu A. Câu 14. Những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý của thành viên gia đình là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? A. Bạo lực về thể chất. B. Bạo lực về tinh thần. C. Bạo lực về kinh tế. D. Bạo lực về tình dục. Và câu trả lời của cô là câu B. Câu 15. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào sau đây? A. Cân bằng được tài chính. B. Chi tiêu những khoản không cần thiết. C. Thực hiện được tiết kiệm. D. Tạo dựng được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Câu trả lời là câu B. Câu số 16. Khi xảy ra bạo lực gia đình, ta không nên thực hiện hành vi nào sau đây? A. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực. B. Chủ động tìm người giúp đỡ. C. Sử dụng bạo lực để đáp trả. D. Kiềm chế lời nói tiêu cực. Gợi ý trả lời là câu C. Câu 17. Để xử lý hậu quả bạo lực gia đình, chúng ta không nên thực hiện hành vi nào? A. Thông báo sự việc đến người thân. B. Giấu giếm, bao che cho đối phương. C. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lý. D. Giải quyết bằng biện pháp tích cực. Trả lời của cô là câu B. Câu 18. Chủ thể nào có cách ứng xử tích cực phù hợp với việc phòng chống bạo lực gia đình? A. Thường xuyên bị chồng đánh đập hành hạ nhưng chị H vẫn nín nhịn. Câu B. Chị C thường tỏ thái độ và lời nói tiêu cực khi hai vợ chồng tranh luận. Câu C. Chị K nhờ anh trai tới nhà để đánh lại chồng vì đã mắng nhiếc mình. Câu D. Thấy bố tức giận, C vội sang nhà hàng xóm để đợi bố bình tĩnh trở lại. Gợi ý trả lời là câu D. Câu số 19. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình? A. Bạo lực gia đình chỉ gây nên đau đớn về thể xác cho nạn nhân. B. Người có hành vi bạo lực gia đình không vi phạm về pháp luật. Câu C. Bạo lực gia đình đã và đang gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Câu D. Chống bạo lực gia đình là trách nhiệm riêng của lực lượng công an. Và câu trả lời của cô là câu C. Câu 20. Để phòng chống bạo lực gia đình, ta nên thực hiện hành động nào sau đây? A. Tôn trọng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình. B. Dùng lời nói và thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức. C. Nhờ người khác can thiệp bằng các biện pháp tiêu cực. D. Tỏ thái độ tiêu cực ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực. Câu trả lời của cô là câu A. Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2 tự luận. Bài số 1. Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến sau đây vì sao? A. Vợ chồng xô xát không phải là bạo lực gia đình.
B. Bố mẹ có quyền đánh con khi con không vâng lời. C. Người chồng có quyền kiểm soát về kinh tế trong gia đình. D. Bạo lực gia đình là nội bộ, là chuyện nội bộ, không ảnh hưởng đến xã hội. E. Bố bạn B luôn xúc phạm mẹ bạn khi mẹ hay đi làm về muộn. Câu F. Bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng ở hiện tại mà hệ lụy kéo dài đến cả tương lai. Gợi ý trả lời của cô. Ý kiến A là không đồng tình, bởi vì hành vi xô xát, xung đột, va chạm giữa vợ chồng là một biểu hiện của bạo lực gia đình. Ý kiến ở câu B là không đồng tình, bởi vì hành vi đánh đập con cái khi con không vâng lời cũng là biểu hiện của bạo lực gia đình, bạo lực về thể chất. Ý kiến câu C là không đồng tình, bởi vì việc kiểm soát kinh tế trong gia đình của người chồng cũng là biểu hiện của bạo lực gia đình, bạo lực về kinh tế. Ý kiến câu D không đồng tình, bởi vì bạo lực gia đình để lại nhiều hậu quả cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Ý kiến câu E không đồng tình, bởi vì mẹ bạn B bị xúc phạm về danh dự nhân phẩm dẫn đến tâm lý bị tổn thương. Câu F đồng tình, bởi vì bạo lực gia đình gây những ảnh hưởng nghiêm trọng, phức tạp và lâu dài cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Bài kế tiếp, em hãy đọc và sắp xếp các hành động sau theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực gia đình. A. Lên tiếng phản đối người có hành vi bạo lực một cách phù hợp. B. Nhận diện nguy cơ xảy ra bạo lực để tìm đến chỗ an toàn. C. Xem xét mức độ tổn thương nếu có để liên hệ với cơ sở y tế điều trị. D. Nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc hàng xóm. E. Gọi điện cho Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Gợi ý trả lời của cô. Trước khi xảy ra bạo lực là mình nên nhận diện cái nguy cơ xảy ra bạo lực để tìm đến chỗ an toàn. Và trong khi xảy ra bạo lực thì chúng ta có 3 vấn đề. Thứ nhất là lên tiếng phản đối người có hành vi bạo lực một cách phù hợp. Thứ hai là nhờ sự trợ giúp của người thân hoặc hàng xóm. Thứ ba nữa là gọi điện cho Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Và sau khi xảy ra bạo lực thì chúng ta phải xem xét cái mức độ tổn thương nếu có và liên hệ với các cơ sở y tế để điều trị. Bài số 2, em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. Bạn K rất thích những bức ảnh 3D mô phỏng các nhân vật siêu anh hùng. Bạn K thường trích ra một số tiền tiêu vặt để mua. Mỗi khi cô bán hàng trưng bày những bức ảnh 3D mới thì bạn K lại tìm đến bạn thân vay tiền để mua. Bạn K nói với bạn, bạn cho mình mượn tiền nhé, mình sẽ gửi trả bạn lại sau. Câu hỏi, em có đồng tình với hành động của bạn K không? Vì sao? Nếu là bạn của bạn K, em sẽ tư vấn cho bạn như thế nào? Gợi ý trả lời của cô là em không đồng tình với hành động của bạn K, bởi vì hành động này cho thấy bạn K chưa biết cách chi tiêu hợp lý. Nếu là bạn thân của bạn K, em sẽ khuyên bạn là thứ nhất nên thiết lập lại kế hoạch chi tiêu, thứ hai chỉ chi tiêu vào những việc thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả của bản thân, thứ ba hạn chế tối đa việc vay tiền, chỉ vay trong hoàn cảnh thực sự cấp thiết và phải trả đúng hạn. Bài số 3, em hãy nhận diện nguy cơ của các hành vi trên. Em hãy phân tích hậu quả có thể xảy ra của từng hành vi. A. Anh T hút thuốc lá tại trạm xăng dầu. B. Chị M tiêm hóa chất độc hại vào cá tôm để bán nhằm tăng lợi nhuận. C. Bác K sử dụng phẩm màu không nằm trong danh mục của Bộ Y tế trong chế biến thực phẩm. D. Công ty B có hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Gợi ý trả lời của cô, ở hành vi A, anh T hút thuốc lá tại trạm xăng dầu, nguy cơ thứ nhất là cháy nổ, hậu quả là nguy hiểm đến tính mạng của anh T và những người xung quanh, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ô nhiễm môi trường. Đối với hành vi B, chị M tiêm hóa chất độc hại vào cá tôm nhằm bán để tăng lợi nhuận, nguy cơ là ngộ độc thực phẩm, hậu quả là nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Đối với hành vi C, bác ca sử dụng phẩm màu không nằm trong danh mục của Bộ Y tế trong chế biến thực phẩm, nguy cơ là ngộ độc thực phẩm. Bởi vì tuy nằm trong danh mục hóa chất được Bộ Y tế cho phép, nhưng bà ca có đảm bảo là sử dụng đúng liều lượng hay không, quy trình kỹ thuật ra làm sao. Và khi sử dụng có vượt quá liều lượng hay là sai cách thức thì cũng có thể gây ngộ độc, hậu quả là nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của bà ca và những người trong gia đình. Hành vi D, công ty B có hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, nguy cơ là ngộ độc thực phẩm, hậu quả là gây nguy hại đến sức khỏe con người. Ví dụ như xả chất thải ra môi trường, đất hoặc là nước sẽ gây hại cho các loài sinh vật sống ở khu vực đó, dẫn đến con người tiêu thụ sử dụng các loại thực phẩm bị nhiễm độc thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và ô nhiễm môi trường. Bài số 4, gần Tết bạn H được người anh họ cho một bánh pháo để đốt. Bạn H nói, tớ với cậu đốt pháo cho vui đi. Bạn K đáp, pháp luật đã cấm đốt pháo rồi mà, chúng mình đốt pháo là vi phạm pháp luật đó.
Bạn Hắc đáp, sao cậu máy móc thế? Tết thì phải có tiếng nổ của pháo mới vui chứ. Bạn Ca đáp, không nên như vậy Hắc ạ. Hỏi, hành vi tàn trữ đốt pháo có nguy cơ gây tai nạn không? Vì sao? Và em hãy nêu hậu quả. Em có lời khuyên như thế nào đối với bạn Hắc? Gợi ý trả lời của cô, hành vi tàn trữ đốt pháo tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn về cháy nổ, bởi vì trong pháo có chứa thuốc nổ khi gặp những tác động hóa học thì có thể gây ra nổ, hậu quả là gây nguy hiểm tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Hậu quả kế tiếp là gây thiệt hại về kinh tế của cá nhân, gia đình và xã hội. Em không tán thành với ý kiến của bạn Hắc, bởi vì việc đốt pháo tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng. Cô vừa mới ôn tập cho các em một số kiến thức để các em có thể bước vào kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 với nội dung là 3 bài và một số câu trắc nghiệm. Cô hy vọng các em sẽ xem kỹ cho cô phần lý thuyết cũng như là các câu trắc nghiệm. Chào tạm biệt các em, chúc các em làm bài thi thật tốt.